Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, và nó có thể thay hàng ngàn lời cảm xúc khác nhau. Ví dụ đây là cảm xúc buồn, còn đây là cảm xúc vui. Và có thể nói đôi mắt là thứ đắt giá nhất. Nói ra nói dài vậy, anh rảnh quá ha. Ai đưa ảnh làm hot vậy? Thì chị biên kịch nhà mình chứ ai. Nhà tôi ba đời chưa bao giờ mà gặp biên kịch như chị luôn á. Đúng vậy á. Còn anh nữa, vô vấn đề đi. Mày lên đầu tao ngồi nè. Tao đang đợi kìa, lâu quá. Bây giờ làm màu tí thôi. Mà biết vì sao mua đây không? Không. Chuyện là sáng nay ấy, khi em có đọc được một bài viết khá là thú vị đấy. Tôi xem. Đây, nhìn nhá. Đây, khá nhiều các bạn biết đôi mắt chúng ta có thể chớp liên tục 20 lần trong một phút. Ủa gì hả? Tức là hơn 28.000 trong một ngày. Gì ghê dạ? Ghê, từ trong tiên tri mà qua kiên bác học luôn. Hả? Anh thấy mọi người là hay sử dụng tay chân nhiều đúng không? Bây giờ chúng ta sử dụng bằng thần kinh, sử dụng bằng mắt. Mà hôm nay thì ra một trò chơi ấy, không được chớp mắt. Có phần thưởng là ai chớp mắt người cuối cùng cũng bị không bị ảnh hưởng gì. Thưởng 2 triệu. Wow. Trò chơi nó hơi khó nha. Thôi cho tại nãy ông cũng nói là con người một ngày chớp mắt cả 30.000 lần mà bây giờ ông bắt mình không chớp mắt để lấy tiền. Không, sao mà được? Nhưng mà cái này hình như đúng thế mạnh của anh. Thôi trao giải lên đi. Thôi mình đi vá rảnh đâu mà chơi. Ờ hình như còn thiếu 3 người chơi hơi ít, hay để gọi thêm một kem. À, gọi con trai đi. Đúng rồi. Hello mấy cưng. Trời ơi. À, anh đâu vậy đây? Cho em xin lại cái lời chơi đấy. Trò chơi sẽ bao gồm 3 vòng thi với 3 mức độ khác nhau. Tức giận, ức chế và giật mình. Cả bốn người có thể biểu lộ cảm xúc nhưng không được chớp mắt. Ai là người giữ yêu mắt lâu nhất sẽ là người giành được 2 triệu đồng tiền mặt. Quay. Ghê vậy, ghê vậy. Thôi, mày cho anh chơi thử thách đầu tiên luôn anh ơi. Là gì đây? Bắt đầu thử thách đầu tiên. Chào em xin cái thử thách đầu tiên anh ơi. Ok, thử thách đầu tiên là thách ức chế. Bốn người sẽ phải ngồi nhìn bạn nữ với tóc chầm muối, vừa ăn vừa nhìn. Ai chớp mắt trước sẽ phải ao và bước ra ngoài. Thử thách bắt đầu. Có ai làm em giận cái gì không? Ai là Thua. Chớp mắt chưa? Thua. Round 2, fight. Chớp rồi kìa, chớp chớp rồi. Chớp. Như vậy là vòng 1 người chiến thắng là Kim Tròn. Và Kiều Tròn sẽ được nhận được phần thưởng nóng của chương trình là 200.000 đồng. Ồ, có tiền thật hả? Chia. Rồi, chúng ta sẽ đến với thử thách thứ hai ngay sau 5 phút nữa. Các anh em nghỉ tại chỗ. Anh em đi thập kia đi. Anh đi mua xin cho anh. Đấy, nói cái này. Đấy, đi mua đồ đi đây. Trong khi giải lao, anh đang mua đây này. Đó. Là bài trò hả? Ở đây ngồi này. Ngồi đây để tĩnh tâm cho một thi tiếp theo. Đó. Đang nhắm mắt lại đi. Ngồi xuống và nhắm mắt lại tĩnh tâm. Ngồi xuống. Đó, đúng rồi, như này. Đó, suy nghĩ về một bài biển. Nhắm mắt lại. Đó. Biển chân mây trắng nắng vàng. Anh yêu nắng hay là yêu kiên. Đó, kiểu như vậy, đó được chưa? Tĩnh tâm trong vòng 30 giây thôi nhá. Đó, anh đang có tình yêu với người yêu không? Hỗ trợ tạo sai những biển để thôi đi. Thôi đâu
Dơ mà để tắm thôi. Ta không đẹp mà còn dơ nữa, ai chịu nổi trời. Tôi buổi sáng ăn hơi nhiều nên tao đổi nhá. Đi nào, đẹp mà dơ luôn. Dầm thôi thế. Trời này còn cui nữa. Đã ăn nhiều thôi, đáng thông cảm chứ chứ. À, hay là gì anh? Cho em xin cái lệnh phòng 2 đi. Ok. Ok, luật phòng 2 là tức giận các em sẽ phải đọc được dòng chữ mà không được chớp mắt. Đây là dòng chữ của chương trình. Chữ này hả? Chữ đã xấu rồi còn viết nhỏ nữa. Trời trời. Đọc cũng lòi mắt luôn. Giờ đọc đúng không? Đúng. Cứ mỗi 30 giây anh sẽ để sát hơn. Ok, bắt đầu bắt ok nhá. 3, 2, 1, vô. Không đọc được thành công. Để em đọc trước. Chống giống tay lên mà nghe này. Khi đọc được thành công dòng chữ này. Sao chưa đến. Đây. Không chớp mắt nha. Khi đọc được thành công dòng chữ này. Ở đâu đó trên thế giới có người. Sao anh lại đưa lui? Anh bảo là sao mỗi 30 giây anh đưa tới mà. Rồi làm được không? Rồi em nhận thua. Không, anh đào chiến sai không chứ? Cái này là em chiêu. Không. Mình sẽ không bỏ cuộc. Khi đọc được thành công dòng chữ này. Ở đâu đó trên thế giới có người. Dẹp mẹ đi. Ok, vì là vòng 2 không có người thắng cuộc nên 200.000 của vòng này sẽ lại vào túi của anh. Tiền 4. Mày lên đầu tao ngồi nè. Mà thôi không cần phải lo đâu các em, chỉ cần thắng nốt vòng này là các em sẽ được 2 triệu. Wow. Vòng 3 lại lên đây. Để anh ơi. Ok, muốn chơi luôn à? Chơi luôn nhá. Okay. Vòng 3 là vòng giật mình. 4 người hoàn thủ thì ai thua thì trước. Người thi đầu sẽ ngồi vào bàn. Ở bên dưới sẽ có người làm những hành động phá cảm xúc. Ai là người chớp mắt nhanh nhất sẽ thua. Ok, hiểu. Được rồi, chơi chưa? Ok, chơi này, vòng 3 này. Ok. Ok, phần chơi của Hades sẽ là trong vòng 30 giây Hades sẽ phải hát và không được chớp mắt. Ổn trễ. 30 giây của Hades bắt đầu. Từ này quyết tâm mấy 2 triệu. Khi tôi sinh ra mà được ơi kinh con nhà nghèo. Qua bao nhiêu năm không đổi thay nó nên còn nghèo. Gì vậy? Em không hết hồn à? Chớp mắt chưa? Chớp mắt rồi đúng không? Bắt đầu. Mẹ, cái trời cao quá. 30 giây, bắt đầu. Và rồi em sẽ bay lên đến nơi bầu trời để cất tiếng nói yêu em cho đến mai sau cuộc đời xa ra yêu. Đó chính là lời yêu anh trao. Mình sẽ đến cuối chân trời mình yêu thương. Một ngày tươi sáng hương thơm theo cho mây ngàn. Để hai chúng ta. Cái cùng á, cùng á. Nghe, anh đang thi mà. Chớp mắt chưa? Chớp rồi đúng không? Chớp rồi gì? Đang thi. Chớp mắt rồi em ơi. Rồi. Chỗ này đã vào nào. Người đừng lặng em đánh thế. Vì lặng em sẽ đi trên con tim. Dù yêu thương chẳng còn, anh vẫn xin em nói một lời. Ngoài kia bao lá thế giới, nhưng trong anh thế giới chỉ là em thôi. Mình xa nhau thật rồi, nhưng anh vẫn chờ đợi. Rồi em buông tay anh bước đi. Và anh thấy thật sự không chắc. Anh giữ lý trí, không ôm em từ đằng sau.
anh như bao người đã khổ, cùng yêu đôi và rằm mắt. Khá đi em. Chào bác thường. Chưa chưa rồi. Chạm mặt nhau trên con phố, hãy xem anh như người tương tư. Nước nụ anh không được 2 triệu thì mày không được. Đi, có thể chia mà. Như vậy là chúng tôi, những người làm chương trình đã lại có 2 triệu. Cảm ơn tất cả các bạn. Có 2 triệu rồi em ơi. Sau khi phần thi kết thúc thì chúng mình đã rút ra được 4 bài học. Đừng tin ai cả. Nhất là ông lộc. Đúng không? Anh toàn cú lửa. Đi ăn cơm. Mà quên, các bạn xem clip này nếu thấy hay thì là cho chúng mình một like và một lượt subscribe. Và đừng quên là đăng ký kênh Happy và kênh của bọn chúng mình nữa nhé. Và bây giờ các bạn đừng nên tin ai hết, nhất là ông lộc. Ok, bye mọi người nhá. Bye.